Hello, chào mừng người đã quay lại với kênh của mình tiếp nha. Đây, sau lưng mình đây là hai hộp kính với lại là hai con nhện cây. Thì hai con nhện cây này là hai con Shun Tiger, hai con Shun Tiger mà ai cũng biết rồi các bạn. Hầu hết mình nghĩ là ai cũng biết hai con này rồi. Thì bây giờ là nó đủ trưởng thành rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ thay nhà cho nó. Với lại hai con này là hai con nhện cái. Thì một con bên này chắc chắn là nhìn cái này, còn con bên này nó lột xác xong mình cũng chưa kiểm tra, nói chung là nó bị mất xác các bạn, nó bị cắn nát xác á, cho nên là mình cũng không biết chắc chắn như thế nào. Thì đây đây là hai hộp kính này là mình mới đi đặt về kiểu như là cũng rẻ các bạn. Một hộp kính này là 60.000, hai hộp kính là 120.000, thì rẻ gần nhà mình nữa, cho nên là mình đặt luôn cho nhanh. Còn với lại là mình cũng không có thích hộp mica. Hộp Mika thì kiểu như là đặt xa, với lại là mình cũng không thích thật. Mình chỉ thích hộp kính thôi, sau này mình làm toàn bộ hộp kính thôi. Ok, đây là mình có mấy khúc cây này các bạn này. Đó, khúc cây. Nói chung là khúc cây khá là đẹp luôn. Mình bớt đi rừng về các bạn cũng còn đấy. Rồi đây là chuẩn bị một bịch mùn dừa này. Mùn dừa này lát mình giới thiệu cho các bạn nhá. Rồi con Shun Tiger bên này là phổi các bạn này. Mình đã ghi ngày tháng rồi này. Đây. Đó, đã phổi rồi, là phổi 2 lần rồi. Thì bây giờ mình chuyển nhà cho nó. Còn con bên này thì mình chưa phối. Còn thành ra là mình đây là hai con này, còn mình còn một con nhện cái nữa. Thì mình đang ở để ở bên này. Thì lát mình quay cho bạn xem luôn nhá. Bây giờ các bạn muốn mình trang trí rồi thay nhà con nhện cây Shun Tiger như thế nào thì các bạn xem hết clip của mình nhá. Ok. Mình quay cho bạn xem nhá. Đây là hai hộp kính này, rồi hai con nhện cây này, con Shun Tiger này, con này thì phổi này các bạn này, con này chưa phối. Còn một con trên 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 này này, thì lát mình quay cho bạn xem luôn nhá. Thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn xem sơ qua cái hộp kính của mình nhá. Thì cái hộp kính này thì hình như là chiều rộng này, cả tất cả chiều rộng luôn là bao nhiêu, hình như là 15 cm. Còn chiều dài á, còn chiều dài này là 25 cm các bạn, là vừa đủ cho một con nhện lớn rồi, con nhện cây các bạn. Tại con nhện cây nó không có lớn lắm đâu, tầm cỡ 14-15 cm thôi các bạn. Với lại là không gian này thì nó đủ rộng rồi. Mình bây giờ thêm khúc cây thôi. Cây thì mình đi rừng về này. Còn đây có hai cái chốt này, nói chung là hai cái chốt này nó khá là xấu, nó không có được đẹp. Tại vì bình thường á là làm kính, nắp kính các bạn, thì có cái nam châm ở đây này, mở ra mở vào rất là dễ luôn, nhưng mà người ta chỗ mình làm không có cọ các bạn, cho nên là mình phải về nhà mình đổ ra. Đây, cái này là bằng ống hút này các bạn này. Đấy, ống hút này. Còn đây là mình làm cái nắp kiểu như là có cái lỗ các bạn này, xong mình gặn lại thôi. Chứ còn như vậy thì khá là xấu, nhưng mà được một cái là chế đồ, mấy cái đồ mà chế đồ đồ các bạn thì nhìn nó khá là hay. Đây thì giờ này có bản lề này các bạn này, hầu hết bản nào cũng biết rồi, mình đây là mình giới thiệu qua thôi. Còn đó, mình mở ra mở vào rất là dễ luôn. Còn đây này, chỗ này có lỗ lỗ không thông khí các bạn này. Đây, bên này cũng vậy này, đó bên này cũng vậy này. Rồi đây mình nót hai miếng xốp này các bạn này, hai miếng xốp hai bên này này. Đây là có nghĩa là kiểu chỗ này là có lỗ thông khí đúng không, nhưng mình muốn lót thêm một lớp bên này nữa cho nó hở bên này luôn, hở luôn cái thành bên này,
thì không khí nó sẽ được nhiều hơn, thì con nhện nó sẽ không bị sốc nhiệt các bạn, có thể là không bị nóng kiểu vậy. Bên này cũng vậy này đó. Ok, thấy các bạn nhìn đơn giản lắm. Còn đây là bịch mùn này các bạn này, bịch mùn này, bịch mùn mình quay cho các bạn xem nhá. Thì bịch mùn này á là mùn mùn cục các bạn này, thấy không? Không không, nó không có phải là mùn mùn là mùn vụn như sơ linh các bạn. Tại sao mà mình xài mùn cục? Thì mùn cục này nó giữ được ẩm lâu hơn là một này, với lại là mùn cục này á, lúc mà nhìn cây nó nhìn lớn các bạn đi xuống nó không có bị sụp, nó không có bị sụp nên. Còn mà nhìn cái mùn vụn kia, con nhện lợn nó đi nó bị sụp cái chân là nó bị dơ chân các bạn, thì mình nhìn không có thích cho lắm đó, kiểu vậy. Còn bây giờ thì mình quay cho các bạn xem con nhện lợn, coi con nhện kia nữa nha. Đây các bạn ơi này, các bạn nhìn này, sun tiger của mình này đó, con này cũng đã phổi các bạn này, thành ra là mình phổi được hai con sun tiger rồi. Thì mình hy vọng là tương lai sẽ có sơ linh Sun Tiger này mình cũng khá rất là thích luôn. Đó, đó, nó đây này. Đẹp lắm các bạn, rất là đẹp luôn á. Cái bụng nó vằn vằn kìa, lát mình quay cận cảnh hai con kia các bạn xem đó. Cái bụng nó này. Con này khá là bự rồi. Còn hai con dây hộp kia thì bẻ hơi con này một size, nhưng mà nó là chịu phổi các bạn. Ok, bây giờ nói chung là bây giờ mình sẽ trang trí nhé các bạn, mình trang trí theo ý thích của mình, xong rồi mình trang trí xong mình quay tiếp cho bạn xem nha. Ok các bạn ơi, mình mới rắc mùn lên thôi. Còn bây giờ là mình sẽ ươm nhá. Nói chung là mình ươm lấy khúc cây này, mình ươm cho nó kiểu như là cho nó hợp lý một xíu á. Thì mình sẽ cố định luôn. Còn bây giờ mình sẽ ươm xong mình làm tiếp, rồi để xem nói chung là nó được đẹp hay không nhá. Xong các bạn ơi, nãy giờ mình ươm tùm lum tùm la lại hết, nhưng mà không có cái nào đẹp hết, chỉ có kiểu nè đẹp nhất thôi. Thì mình bây giờ á là mình sẽ chuẩn bị chén nước này. Đây này các bạn, nếu các bạn xẹt đúng không, các bạn phải để một chỗ thừa một xíu nhá, chỗ chén nước nó để ở đây này đó. Ví dụ lát mình bơi bời mùn lên xong rồi các bạn bỏ chén nước nó lụt xuống dưới nhá, thì nó sẽ ok hơn. Đây cái chén này thì mình để bên này luôn, hoặc để ở giữa này luôn này cũng được này. Bây giờ là mình sẽ xịt nền này, xịt nền cho nó ẩm, cho nó ẩm, nói chung là có độ ẩm nhá. Nhưng mà hình như là phải thiếu thiểu một cái gì đó hay sao nhỉ, để mình xem nào.
À, hình như là thiểu đạ các bạn ạ. Mấy cái viên đạ nhỏ nhỏ mà lúc trước mình có làm clip mà mình quay các bạn xem rồi đó. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình đi lấy đá. Đạ, tại vì đạ nhỏ nhỏ các bạn, đạ màu xanh á, đạ 1, 2 mà ngoài đường nhiều lắm. Thì chỗ mình cũng có. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy đạ này. Rồi chắc lại tốn một xíu thời gian. Xong rồi mình lên mình trang trí tiếp nha. Đây các bạn ơi. Đây này. Thì mình mới đi lấy đạ về. Đạ này mình ngâm nửa tiếng rồi. Bây giờ mình ăn cơm xong mình mới làm clip tiếp cho bạn xem này. Tại vì bây giờ cũng muộn trưa rồi các bạn. Thì đạ này mình ngâm 2 lần nước nóng. Thì mình đã nấu sôi, là sôi rồi. Xong mình ngâm xong là 15 phút sau xong mình ngâm lại. Xong bây giờ mình rửa này. Mình rửa nước lạnh lại các bạn. Thì khử trùng bằng nước nóng là rất là ok các bạn. Kiểu như là nước nóng thì 100 độ C thì tất cả các con vi khuẩn ở trong bụng đạ này nó chết hết rồi. Xong bây giờ mình rửa lại này nó dơ lắm. Bây giờ nó mình rửa lại sơ qua thì nó đã sạch hơn một xíu rồi. Thì đạ này người ta gọi là đạ 1-2 các bạn. Thì đã xanh 1-2 á. Bây giờ mình trang trí nhá. Bây giờ mình đã có đạ luôn rồi này. Bây giờ mình sẽ lấy khúc cây ra. Khúc cây ra để mình xịt ấm. Mình xịt ấm thì cho nó ướt hết luôn các bạn. Cứ để cho nó ướt hết luôn. Để riêng qua này lát mình lắp lại nó đỡ nhầm. Bây giờ là xịt ấm hết hết toàn bộ đây. Xong rồi mình trang trí nha. Ok, đây mình bình nước của mình này. Các bạn cứ đổ trực tiếp vào luôn. Cho nó tự ngấm. Xong rồi các bạn đảo đều thôi là nó tự chia đều ấm ra các bạn. Thì đây mình dùng tay luôn. Không sao đâu, nói chung là đường nào nó cũng 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 vậy, đường nào cũng rửa tay mà các bạn. Với lại là mùn này nó không có dơ đâu. Các bạn cứ kiểu như là làm thì các bạn, tại vì các bạn lúc các bạn trộn cái này thì các bạn sẽ biết được là có cái gì ở trong không, tại vì là lỡ mà đôi lúc có cái cây nhỏ nữa các bạn thì các bạn có thể lấy ra được kiểu vậy. Hơi nhiều mùn rồi, mình sẽ bóc ra cho bữa sau á, mà lỡ mà nó đào các bạn, nó đào ra thì nó sẽ chảy ra ngoài này hết này, nó dơ lắm. Bây giờ mình sẽ bóc mùn ra bớt nhá. Ok, bóc ra bớt đi, nhiều quá. Lát mình gặt đá lên nữa, nó cao lên nữa các bạn. Nó kiểu ẩm như vậy là được này, ẩm gần 50% thì nó sẽ từ từ rồi nhìn cây các bạn. Nhìn cây thì bây giờ nó lợn nữa các bạn, thì các bạn chỉ cần là để chân nước vào là ok rồi, là 1 tuần các bạn xịt ẩm 1 lần thôi là được, không cần phải xịt thường xuyên đâu, chỉ cần cho ăn 1 tuần 2 lần, 1 tuần 2 lần nhá. Rồi xịt ẩm 1 tuần 1 lần là được rồi. Các bạn cứ muộn mà kiểu như là các bạn cứ thắc mắc cái gì các bạn cứ nhắn tin cho mình, hoặc là các bạn cứ comment ở bình luận nhá. Mình có nhìn hay là có cái các bạn nào mà có cái câu hỏi gì thì đôi khi mình làm được clip mà mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, vậy là đẹp rồi các bạn. Ẩm này, vừa ẩm luôn rồi á. Các bạn nhìn này, bây giờ mùn nó ẩm rồi đó, nó đổi qua màu đỏ nhá. Còn mùn khô thì nó sẽ màu vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn khúc cây vào lại này. À, để các bạn phải nẹt nhá, nẹt này này nó đặt đặt lại nó bằng bằng vào thì con nhện của các bạn đỡ sợ. Ok, đặt vào thôi. Hồi nãy mình lấy đá mình đè nó lên. Rồi nếu mà thiếu mùn thì ta lại bỏ vô lại, không có sao hết. Đó, cho cố định nhé các bạn. Thì không có sợ đâu, bây giờ mà cái khúc cây này vào đây thì không có sợ nữa. Bây giờ là thêm mùn vào này, đây là chỗ này chân nước mà đúng không? Đó, các bạn cứ nẹn mùn chặt lại là khúc cây nó sẽ cố định ở đó. Rồi bữa sau lỡ mà nó giăng tơ các bạn thì tơ sẽ giữ cái khúc cây lại. Ok, đẹp rồi. Ít mùn lại vào này, cho nó trong á, cho khúc cây nó cố định chặt chặt một xíu. Thank you.
bạn ơi. Rồi xong rồi thì đây mình đã gắn keo nó các bạn ơi, mình mấy góc ở này xíu nha. Đó, góc này mình cũng gắn keo cố định con này, bên này cũng vậy này, đây cũng vậy này. Đó, bạn thấy không? Thì kiểu như là mình sợ là khúc cây buổi sau nó lật đó các bạn. Thì tốt nhất là nên là ta gắn keo lại cho nó chặt một xíu thì buổi sau nó không có bị rớt ra các bạn. Thì con nhện nó khó chịu, nó là nó nhát, với lại một phần nữa là mình thấy nó lật ra rồi á, thì mất công nó làm nhà đẹp rồi mà bây giờ mình phả ra xong mình sửa lại á, thì nó sẽ không có thích, thì mình cảm giác như vậy. Rồi đây, tại sao mà mình bỏ hai cái cục đá ở trong cái chén nước này, thì là kiểu như là các bạn lúc mà các bạn đổ nước vào đúng không, thì giả như là lúc các bạn đổ nước vào thì nước nó đầy, mà nước đầy á thì kiểu như là con lúc nước đầy mà các bạn lúc cho ăn nó, các bạn cho ăn dễ hoặc cho ăn giãn á, thì con giãn nó bò vào đây hoặc con dễ nó nhảy vào đây nó không đi ra được, thì nó sẽ chết thui ở trong này. Thì mình bỏ cục đá này vào để cho nó con dễ nó ở trong đựng được cái cục đá này, nó nhảy ra ngoài được, thì con dễ của các bạn, con mồi của các bạn sẽ không bị thối ở trong, chết ở trong cái chén nước này, nó sẽ thối, mất công mình đi thay nước kiểu vậy. Ok, nói chung là bây giờ cũng khá là hoàn thiện rồi, để mình rắc thêm một ít mùn vào, mùn khô các bạn, mùn khô vào, rắc một ít mùn khô vào của cục đá này cho nó chặt chặt lại một xíu, lát mình xịt ẩm sơ qua nữa là xong. Bên này nữa. Rồi. Để xịt ẩm sơ qua thôi. Rồi bắt đầu là bỏ nhiệt vào các bạn. Xịt ẩm sơ qua là được nhá. Và bên này cũng vậy. Rồi, ok, bây giờ ta bắt nhìn qua nha. Con đầu tiên mình bắt này. À, quên đổ cái nước vào lại chứ. Mất công mình nó chảy ra ngoài. Ok, các bạn thấy không? Cục đá nó vẫn cứ lồi lên này, lỡ một con dễ hay con mồi nó bu vào được cục đá thì nó treo lên được cục đá, nó sẽ nhảy ra ngoài được, hoặc nó treo ra ngoài được, nó sẽ không có chết. Đây con đầu tiên nha các bạn, để mở ra nha. Một lúc trước mình cũng xài hộp trà đào nó các bạn này, hộp trà sữa các bạn, trà sữa khổng lồ ở nó đây này. Thì tại vì lâu nay mình chỉ cho ăn thôi, với lại là nắp lại không có đủ vào nó, thì với lại là con nhện nào nó ở trong chỗ càng chật á thì nó sẽ càng hung hăng nhé các bạn. Thì các bạn bây giờ các bạn chuyển sang hộp này này một thời gian thôi, tầm cỡ một tuần đủ lại thôi, nó đã ăn được rồi, nó đã săn mồi được rồi á, thì con nhện của các bạn nó sẽ hiền lại nhá. Để bây giờ mình bắt ra thì đôi khi nó sẽ rất là hung hăng đấy, nhưng rất là đẹp các bạn. Uầy, sợ quá hoảng luôn đấy. Tốt nhất đó, mấy con này thì không nên chơi các bạn nhá. Thật luôn ấy, lúc mà sang hộp nó khỏe rồi, nó đẹp rồi, hiền như con này nãy á, con mà cái hộp trên á thì nên chơi các bạn nhìn này. Wow. Tuyệt vời. Giờ mình bắt ra nhá. Mình sợ nó cắn thôi. Cắn là đau lắm. Thì mình chọn góc que hợp lý một xíu nhá. Bắt đấy chứ đùa đâu, đẹp lắm. Ôi các bạn này nhìn này, nó ra rồi này, đấy đẹp không, nó bị đẹp luôn. Wow, nó không chịu ra đâu các bạn, tại vì nó ở hộp chật lâu giờ á,
nên là nó rất là nhát. Ok các bạn ơi, này mình bắt qua rồi thì qua bên này nó thoải mái liền luôn các bạn. Nó không có hung hăng nữa, nó thoải mái liền luôn. Bây giờ còn một con nữa thôi nha, để mình bắt luôn rồi mình quay cho bạn xem. Wow, cuối cùng cũng xong hai con các bạn. Thì hai con này khá là nhát, tại vì các bạn nhìn này, thật sự cái dòng này nó không có hung hăng đâu các bạn. Hai cái dòng này rất là hiền luôn, nhưng mà các bạn nhìn này, nó ở trong cái hộp này từ cái size này là size bao nhiêu rồi, size này là size trưởng thành rồi các bạn này. Đó các bạn nhìn này, đây mình đậu nắp lại nó đỡ chảy ra, nhưng mà nó không có chảy ra. Ok, đây các bạn nhìn này, đó cái size này thì là size trưởng thành luôn rồi, size lớn lắm rồi các bạn. Thì nó lột, bây giờ nó lột ra thì nó chỉ bẹo thêm mà thôi, nó chỉ không chứ không có dài ra hơn nữa các bạn. Những cây thì chỉ có con nào mang bầu á thì con đó mới bụng mới bẹo thôi các bạn, còn bình thường những cây bụng như vậy thôi. Đó các bạn thấy không, đây con bên này cũng vậy này. Qua cái nhà mới thì nó sẽ khác hơn này các bạn này, nhìn các bạn nhìn nhá. Đây con bên này cũng vậy này, nó chảy xong nó nấp ở trong này luôn rồi. Đấy, đẹp lắm các bạn, nó mới lột xác được 2 tuần đấy thôi. Đó, cho nó bò ra cho nó thoải mái. Đó, hy vọng nói chung là chắc chắn nó sẽ nó qua nơi rộng rãi hơn thì nó sẽ thoải mái hơn các bạn. Đó, không biết nó sẽ chạy ra ngoài không thôi. Các bạn nhìn này, bự lắm. Hai con nhìn cây này, Sun Tiger này mình rất là thích. Rồi kiểu như là mình nuôi trong hộp này này, thì từ tuổi của nó rồi á thì các bạn phải nên thay sớm hơn nhá, nó đỡ nhát. Bây giờ tại vì mình cũng không có thời gian, với lại là bây giờ tranh thủ á thì mình sẽ thay luôn cho nó rồi. Thì các bạn nhìn cái hộp này thì rất là chật luôn này, nó ở trong nó chỉ bò ra thôi, nó chỉ chui ra chui vào được thôi chứ không có đi đâu được hết, không có thể mãi như cái hộp kính bên kia đó. Ok các bạn ơi, xong rồi thì khá là bù đầu luôn. Đấy, Sun Tiger của mình, hai con nhện cây mình đã làm xong nhà rồi. Thì bữa sau mình sẽ cho nó ăn, tầm cỡ một tuần sau mình cho ăn. Rồi kiểu như là bữa sau cho ăn mình sẽ quay cho bạn xem nha. Rồi thôi mình dựng clip đây, nói chung clip này mình làm cũng khá là lâu rồi. Thì các bạn thấy hay, các bạn ủng hộ kênh mình, like rồi đăng ký kênh cho mình, giúp mình lên được 1000 lượt đăng ký nha. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thật bình an nhá. Chào các bạn.